Nhóc nhóc đạt hẹn sóc mãi nó vẫn có nói chung là nói chung ấy mà gặp nhóc Đức Anh ấy thì tầm khoảng 12 nhóc Đức Anh tầm đến còn mười tầm gần 20 nhóc nhóc bá mà. Mẹ mà gặp hết trời sơn này nó không cậu anh Đức Anh ơi à? Nghe đó sao gì đó ok em nói chung là chỉ sợ nước mắt anh em rơi chứ được một chơi chưa bao giờ sợ há luôn. Ba đã đủ được cái rượu thật tắt điện rồi. Khả năng hôm nay có vẻ sáng ly cũng căng căng mẻ phết rồi đấy. Hôm nay nó đóng hơi nhiều lắm, đóng nhiều lồn ra luôn đấy. Cái cháu đang hết dần mình rồi. Nhóm ạ, uống rượu thuốc bây giờ nó mới ấm này. Uống rượu thuốc rồi cốt tí nữa anh ơi, rượu cốt tí nữa là anh lại chìm vào cơn say ngay. Không phết đấy, nhờ anh em anh chém cái, chém anh bá cái, anh bá biết nào là sáng. Chút cơn giận à. Anh nhân còn mấy nào phanh thì như là lấy thì không có bơm. À, đánh sỏi à? Mẹ, mà cái sóc về chuột sơn đánh a à, đánh chòi à láo nha. Đánh quẩy. Có này. Làm phút ngay. Con mẹ lắm. Nó quyết tâm nó đánh chết em nhỉ. Thằng Nam nó xây tròi. Thằng Nam nó xây tròi nên chắc nó chưa quyết đâu. Nào với em trái nữa. Tao muốn đặt ngày em với nhà đạt. Trời ơi, hết rừng rồi. Ba ông còn giữ rừng trong nhà ông, tiểu thất. Đấy nó không có vương cao to là từ thì sắp rò chơi hết vậy. À, đau trời bắn đau. Tân thần nâng kiểu gì anh nhỉ? Mình cái đấy rồi anh. Đánh nhanh rồi, ra làm ván đầu say mẹ rồi, ông ngồi chạy có chứ. Còn một thằng nó không biết anh ơi. Em có tí buổi tối không? Đánh luôn đấy, thằng bị tụng là chạy yếu luôn đấy, mất thời gian. Hết vàng rồi còn đâu mà nâng anh. À đây đang cầm giữ vàng sợ thật. Anh bàn tay chắp lại hay bàn tay máu anh ơi. Đâu mẹ. Hai cái bàn tay chắp lại hay là bàn tay máu. Đầu phê đấy chứ. Thôi chụp thẳng 53 thôi. Cái bàn tay đến chọc ấy hơi nhanh thế. Thông thường chọc còi cũng dễ là dân thần. Cuộc sống có lúc rồi thần rồi.
Anh bật nhạc hip hop cơ mà sao lại bật ca trù thế? Ủa sao con nó sao? Anh ơi cho em biết thịt. Anh biết thịt cơ. Em biết thịt em băng công cho con này cơ. Công không? Anh bật bật này. Đọc đi các thằng dân ngu này. Các bạn nó không tự khoan thôi. Thấy nó hơi mất tay là thủ tí. Ui, dân thần đam khỏe nhỉ. Xuống quanh khuyên tao vui sao. Lần này có gặp em Tân không anh Sáng ơi? Lấy muộn phiền. Sáng. Hả? Lần này có gặp em Tân không? Thì... dạo này có gặp em Tân không? Tân bây giờ nó thằng quê mà, không ở Hà Nội đó. Ai cả lỗi quê đó, nó bị kinh thật. Hả? Thằng đấy lúc nó quê, lúc Hà Nội không biết đâu một lần. Mẹ bây giờ chủ tịch, bây giờ nó mẹ giống như là sắp phải hốn rồi. Thì bây giờ lúc thì ở Hà Nội, lúc thì ở Thanh Hóa, lúc thì trên Ba Thước. Kiểu ăn mới tìm chỗ đồ xăng thôi. Giờ tìm cách tiêu tiền thôi. Không có lúc tổng thống có lúc anh em đánh anh dùm tôi. Thôi quyết định rồi, quyết định là anh đi. Em tìm được móng nhà. Nó còn một móng nhà cơ mà. Dân nó còn một dân chỗ quẩy màu ba vừa đi qua đấy. Còn dân vẫn toàn vô. Đi thôi đấy. Nó tắt máy không đi chơi. Đâu em thấy nó vừa đặt bé xong nó cũng chỉ dân ở chỗ đây. Ừ. À, mình đang ở chỗ này đúng rồi đây, cái bé đây. Ông chưa? Bét, bét thì là BB màu ba ấy. Ông mới nhiều quá đấy, ông mới trách nhiều tôi đấy. Anh bá có mấy con bẹt lác kìa, bắn hết nhà đi. Ờ, sát mét. Đấy, đấy, đấy. Sát mét nhà một năm ấy. Đấy. Còn một lần nữa cái bét AK của anh ấy đi qua này. Bắn nó con dân cái bé thì anh ấy kìa, anh cho anh. Anh còn một bé với một thằng dân chỗ BB nhà màu ba ấy. Ho ho vô lệ này, ho vô lệ tối qua đánh cái mình này. Ho vô lệ đang nghe. Ủa còn mới đánh xong thì anh ấy bá này.
À, đang tới 4 giờ nữa à? Anh chị đây. Một đây. Ôi. À, xong ngay. À, nó quýt chứ. Nó Thế là kiểu mai sáng mà đi em sang với khu tí đây. đừng có nói ông bớt văn đi, không muốn chơi với tôi thì nói thẳng anh ra. sáng ơi. Thôi anh nghỉ nhá, không chơi đâu. Anh không vào Zoom đi, Zoom chấm tắt rồi không vào đi. Đức Anh ở cái kiểu đấy thì chơi cái gì. Bây giờ ánh sáng ở bên kia là đẹp luôn rồi. Sang đây đây, sang đây đây. Anh vẫn cứ tư tưởng không biết anh đâu anh. Cuộc chơi chưa bao giờ là sợ anh bá luôn. Anh em nhớ ơn cho anh. anh đưa anh nhau rồi À rồi anh off luôn đây. Có tí không chơi anh. Sang bế nó. Anh sang bôi thuốc đi, không tí lại quay lại. Sao đây? Ở sang bên kia chứ nhắm đi. Góc 9 giờ. 9 giờ à? Anh em cứ về 6 giờ nhé. À, 7 giờ. Em ở 9 giờ đấy cháu. Mày cứ bơm sớm cho được cho anh chán anh bá biết thế nào là ok chứ, anh mình gặp nhau như người lạ nhá. Chúng mày cứ tránh không sai cho được anh bá rồi. Anh đem nhà anh bá luôn. Anh bá biết thế nào là không có nở hậu chưa? Nhà không nở hậu ấy. Nhà không nở hậu ấy. Thì hôm nay mình biết thế nào là nhà không được hậu luôn. Hôm nay có tí mẹ xin chết à. Nhà không được hậu mình biết rồi đấy. Ba đâu mấy giờ anh kéo nào? Đâu 12 giờ mà sao lại 2 giờ? Điêu. Là anh bảo sợ là biết sợ rồi. Ê, em con phim nhá, giờ đấy là đúng đấy. Anh trời ơi. Tôi nhà nghèo lắm, Grab mà không có đồ gì đồ về này. Cứ thoải mái lên nhá. À. Anh này đánh y thần luôn, việt thần luôn mà. Ui, nhà này có khác gì đầu cánh đâu. Phản xui nhau vào cái chỗ chết thế này. À, một cắm cửa chán thề. Giàu quá. Giàu quá đấy. Bịp thật. Một hươu một voi cả sáu là về dễ chơi rồi. Nghèo rớt mồng tơi.